Cũng ngay tại Lai Dung có một loại trái cây đã trở thành biểu tượng mà khi nhắc đến Lai Dung không ai không biết. Đó chính là trái quýt hồng, một đặc sản chỉ có trong mùa Tết. Bên cạnh được thưởng thức như một loại trái cây, quýt hồng còn được sử dụng làm nguyên liệu để tạo ra nhiều món ngon độc đáo. Và hôm nay mời quý vị cùng về xã Long Hậu, huyện Lai Dung, theo chân phóng viên Thanh Toàn để cùng tìm hiểu một trong những món ăn như thế nha. Toàn đang có mặt tại điểm tham quan tranh và đây là một trong những cái tiểu cảnh mà trên một cái ao mà do chủ điểm tranh thiết kế này để mọi người có được một cái không gian nó gần gũi sông nước miền Tây. Và ở trên ao này thì nuôi cá nha, nuôi rất là nhiều cá và cá trong ao này sẽ cũng gắn với cái món ẩm thực của ngày hôm nay. Nói tới Lai Vung thì chúng ta sẽ nhắc đến gì nữa, những nhiều cái đặc sản lắm, nào là nem nè và đặc biệt một cái loại trái cây đó là quýt hồng. Mặc dù mùa này thì không phải là đúng mùa quýt hồng và dịp Tết, tuy nhiên thì ở điểm này thì cũng có cái cách để mà chúng ta có thể thưởng thức được quýt qua một cái món ăn rất là đặc trưng chỗ này, đó chính là cá lóc sốt quýt hồng. Đây cũng chính là cái món mà chúng ta sẽ chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay nha. Anh Xuân, bây giờ anh giới thiệu giúp em là cái nguyên liệu để mà chế biến cái món cá lóc sốt quýt hôm nay mình có những cái gì anh? Thì hôm nay thì món cá lóc quýt hồng thì nó có cái nguyên liệu chính là của nó là cá và quýt hồng là chính. Dạ. Còn những cái món phụ đây là chỉ để cho nó màu mè thơm thôi, cho món ăn được hấp dẫn thôi. Dạ, tức là mình mix vô cho nó thêm phần hấp dẫn món ăn ha. Còn cái chính nó là quýt và cá. Rồi nguyên liệu nó là đã thể hiện ngay ở cái tên rồi, đây à, con cá lóc này. Rồi quýt hồng nè. Mà mùa này quýt nó không có bự lắm ha. Mùa này là mùa nghịch của nó. Dạ, mùa nghịch ha. Vậy thì bình thường thì khoảng thời gian này mình làm sao mình có được cái đặc sản này để mà mình chế biến món này ạ? Thì có thể là mình trồng riêng á một khu nào đó, cái mình cho nó trái nghịch vậy đó. Dạ. Rồi để cho cái món ăn có được quanh năm á. Thời điểm này vẫn có quýt nè. Đây để mình chế biến ra cái món này. Thôi bây giờ chắc bắt tay vô mình chế biến cái món ăn của mình luôn ha. Em nhờ anh Xuân nha. Còn chứ gì vậy, thông thường như tiêu, hạt nêm và ngọt những tiếng nước mắm vậy đó. Dạ. Rồi xong cho nó thấm khoảng tầm 50 phút đi. Dạ, là ăn cá này ướp rồi đó ha. Ừ, ướp rồi, cái xong qua bột chiên giòn đó. Để cho nó ngon thì nó ra ngoài nó giòn mà trong nó mềm á. Trong cái lúc mà anh Xuân làm thì mình sẽ giới thiệu. Đây là cái chén nước quýt. Cái này thì mình chỉ lấy cái phần nước mình nặn ra bình thường thôi đúng không anh? Đúng rồi. Hay là có gì đặc biệt không? Chỉ lấy nước của quýt thôi. Đây nè cả nhà, đây là cái chén nước quýt. Tay từ cái trái này nha. Từ anh cái trái này. Anh có thêm gia vị gì vô thêm không anh? Có hạt nêm và nước mắm. Đây quan trọng là cái chén nước quýt hồng đây nè. Cái hương vị là nằm ở đây. Hay trả lại. Chiên nó lên coi. Đúng kiểu là từ nông sản ở nhà đó lên tới bàn ăn luôn nha cả nhà. Có núm, có dế và đặc biệt là cái món chính của ta chúng ta ngày hôm nay chính là món cái con cá lóc mà sốt với quýt hồng. Dạ. Đây, đợi anh đầu bếp chút xíu thì anh sẽ qua cái anh sẽ rưới cái sốt đó lên rồi mình sẽ thưởng thức. Ok anh. Đây. Mình đã có được một cái dĩa cá lóc sốt với lại quýt hồng. Ở dưới này thì vẫn còn sốt nó rớt, dưới này chút xíu mình dễ mình có thể chấm lên đúng nhưng, rồi. Cho nó đậm đà đúng không anh? Đúng rồi. Rồi bây giờ mình thưởng thức thôi. Mời cả nhà. Phải ăn để mình giới thiệu nó mới chính xác được. Đã có ướp sơ cái phần da bên ngoài rồi với một số gia vị đang chiên giòn. Xong rồi bây giờ mình sốt với nước quýt này cả nhà, vừa chấm thêm rồi còn chấm lại một cái nữa. Đây, chấm cho nó ngập cái sốt quýt này luôn. Nó thấm vào con cá luôn, bây giờ ăn nha. Thơm quá. Cái da nó giòn giòn mà cái thịt thì nó cái thịt thì nó vẫn còn mềm, đúng rồi. Còn như bạn Duyên nói là cái nước sốt quýt đó nó chua chua ngọt ngọt mà đặc biệt là nó thơm, cho nên là hương vị này rất là hợp với nhau nha, hòa quyện nha.